nhạc các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. FX-105 phục dựng siêu khủng với cái trái tim của Suki CSXR-150. FX-105 là một trong những mẫu xe huyền thoại đã gắn liền với những anh em chơi xe vào đầu thế kỷ 21. Và đây cũng là cái con ngựa chiến từng được nhiều người ao ước sủ bởi cái độ sốt một thời ở Trung Nam. Đến ngày hôm nay thì nó vẫn tồn tại bằng những mức độ mang cái sự đẳng cấp khác biệt. Dẫn chứng là cái chiếc FX-105 độ kiển bên dưới đây. Xem có tổng thể cái con chiến mã được lột xác từ cái dàn ngoại hình với cái gam màu bạc làm cho đầu chính. Nó toát lên được cái sự thể thao trẻ trung cho cái chiếc xế. Đi kèm đó là những sửa đổi giản đơn không có hàm hổ nhưng dẫn dắt người xem vào cái con đường mê hoặc với những món đồ chơi quen thuộc làm em ấy trở nên hầm hố rất nhiều. Và chúng ta cùng xem chi tiết bên dưới nha. Một số chi tiết vẫn giữ nguyên vẹn bởi cái sự thiết kế của nó đã quá hoàn mỹ, không có gì đổi nữa dù ở đó có thể lắp được rất nhiều món đồ chơi chất. Nhưng câu nói mà mình hướng tới các bạn đó là phần đầu xe và mặt nạ. Cái đồng hồ theo xe được chia sẻ nó được thừa hưởng từ cái chiếc CSXR-150, một trong mẫu mẫu sport bike đình đám thuộc phân khúc 150C của dòng Suzuki. Gắn hoàn chỉnh lên xe, chủ nhân phải gia công là cái phần bợ cho thẩm mỹ nhất có thể. Đồng hồ thì cái dạng là LCD với nhiều chức năng hiện đại giúp cho người lái dễ dàng kiểm soát trong quá trình vận hành. Dàn chân trở nên đầy cơ bắp nhưng vẫn giữ những nét đẹp giản đơn thể thao với cái mâm của CBR-110 màu bạc được gác hoàn chỉnh lên xe sau khi trải qua nhiều công đoạn canh chỉnh để có sự ổn định nhất có thể khi hoạt động. Heo Nissin Hybrid được sơn cái màu đỏ tạo một điểm nhấn nổi bật cho hệ thống phanh. Tuy nhiên nó phải qua cái sự hỗ trợ của phát nhôm CC chạy từ máy cho độ chính xác cao nhất. Cái điểm nổi bật nhất mà em ấy đang sở chính là một cái bản độ độc đáo phá cách nhất trên cái mẫu FX-105 này. Đó chính là cái phần khung sườn được gia cố lại để gác hoàn chỉnh cái cục máy thừa hưởng từ người anh em Suzuki CSXR-110. Việc cái đổi này sẽ khiến cho cái chiếc FX-105 tiến hóa thành một cái con báo tốc độ mang cái trái tim 150 khối 4 thì làm mát dung dịch DOC, công suất đầu ra mạnh mẽ và khả năng tăng tốc vượt trội. Cốc này thấy được chủ nhân đã trang bị bộ nhôm xe đĩa đồ chơi ống ánh cái sắc bàn thật đẹp, hướng đúng phong cách kiển mà khá cũng mệt mỏi bởi chúng ta phải vệ sinh thường xuyên để giữ được những màu sắc vàng này. Ống xả thừa hưởng từ cái chiếc Raider 110 thiết kế giản đơn, có thể thấy nó cũng rất là hài hòa khi gác lên cái chiếc FX-105. Nó mang lại thứ âm thanh cũng trầm ấm mạnh mẽ. Và để tăng thêm cái độ bám đường thì chủ xe đã trang bị cái bộ lốp của Michelin. Xe ôm Thorsten R độ ngoại ngục với cái màu áo Vương quốc Anh. Xe ôm Thorsten R đã trở thành một cái niềm ao ước của rất nhiều biker Anh Quốc thập niên 70, góp phần vào một cái mẫu mới cà phê Racer hiện tại ngày nay. Sở hữu một cái diện mạo theo chuẩn là cà phê Racer. Cái dàn trang bị cũng rất là cao cấp, cùng ứng theo. Nhưng đến tay một chân chơi ở người Thái thì cái chiếc xe này chúng ta đang thấy càng trở nên là tráng lệ hơn, với một diện mạo mang quốc tịch Anh và cái dàn đồ chơi cũng nâng cấp cực khủng. Xe ôm Thorsten R sở hữu một cái diện mạo của một cái dòng xe là tân cổ điển mà nhiều chính đồ mê mẩn theo năm tháng. Từ những đổi đáng khích lệ khiến bản độ trong clip này càng trở nên thêm phần là hấp dẫn. Cụ thể phần đầu dụng là cái phần quay tương ứng cái bản đồ thập niên 80. Bộ phận tay lái cũng được trang bị cái cụm phanh của Rainbow Asset. Đi kèm cùng tay lái là cái cặp đùa LED Motorex đảm bảo cho cái phần ánh sáng cũng như cái đèn báo rẽ chỉ xế. Cái phần bình xăng cái kiểu hoạt động được giữ nguyên nhưng tối màu lại trong cái bối cảnh là cổ điển xen kẽ những cái gam màu nâu của Sukula. Đi kèm những cái đường xuyến màu vàng kéo dọc thân xe tạo một cái biến thể thống nhất đáng khen ngợi. Đồng bộ với cái bản độ là một cái bộ nón full face mang họa tiết lá cờ của Anh Quốc rất là sắc sảo. Cái phần đuôi xe mang đậm cái chất cổ điển với ốp đuôi bầu kết hợp cùng với dải LED ở bên dưới, họa tiết lá cờ đuôi cũng được định vị ở vị trí cũng khá là bậc. Ngoài ra những trang bị tiêu chuẩn cũng được cung cấp thì bản thân em ấy còn được những tay chơi thay đổi với cặp vành nhôm Kinel, cái màu đen và cái chân cam màu vàng cũng rất là lôi cuốn nhằm giảm trọng lượng xe đáng kể.
Ở hai chi tiết bên thân động cơ thay đổi một cái màu bạc tiêu chuẩn, được sơn đen mờ tăng thêm độ cứng cáp cho tổng thể chiếc xe, cung cấp âm thanh trầm ấm không kém phần lực quy lực với trang bị cặp ống xả Rush mang thiết kế thời thượng. Một chút thay đổi nhỏ nhỏ cũng đủ làm anh em mơ cái dòng xe Anh Quốc này phải là suy ngẫm. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, subscribe.